Đi nghĩa vụ quân sự bao lâu thì sẽ cắt tóc một lần và kiểu tóc cắt là gì? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết về cái chủ đề này. Đây, bắt đầu vô cái chủ đề luôn các bạn ơi. Thì thứ nhất, cái kiểu cắt tóc trên cái môi trường quân đội là một cái kiểu cắt tập thể nha các bạn. Ai cũng như ai thôi, không ai được cắt cái kiểu khác. Nếu mà cắt cái kiểu khác là bị kỷ luật nha các bạn. Đó, thì các bạn biết cái kiểu tóc 3 phân đều hay không? Thì trên môi trường quân đội, lính với nhau chỉ cắt được một kiểu đó các bạn. Đó, thì lúc trước mình lên á, ở nhà mình cũng đã nghiên cứu rồi cắt sao sao ngắn ngắn nha. Nhưng mà thật ra lên môi trường quân đội 1-2 ngày á, là sẽ có một cái tổ cắt tóc, là sẽ đi cắt toàn bộ những cái bạn tân binh mới bước lên cái môi trường quân đội luôn. Cho nên á, những các bạn nào đã đậu nghĩa vụ quân sự rồi thì ở nhà đừng có cắt các bạn ơi, tốn tiền. Cứ để vậy đi, lên cái môi trường quân đội sẽ có người cắt cho các bạn. Nhưng mà cắt tóc này cũng phải đóng tiền nha các bạn. Trên đơn vị cắt tóc là phải đóng tiền. Đó, thì á, khi mà cắt xong rồi á, mình đó giờ mình cắt cái đầu dài gì đi mà là đâu có cắt đầu 3 phân đều đâu. Lên trển mình cắt xong giờ cái đầu mình cảm thấy là rất là mát mẻ luôn các bạn, rất là mát mẻ luôn, mát mẻ. Nhưng mà giờ mấy cái người đi chung với mình á, giờ cắt xong giờ thấy ai giờ mai cũng cự nhau chứ, tại giờ nó lạ lắm, rất là lạ luôn. Chứ những cái người nhà vô thăm á là không biết ai là ai luôn các bạn, giống hệt với nhau à, tại vì cắt kiểu tàu giống hệt mà, đó mặc đồ cũng giống hệt mà, nhầm khi là vô là kiếm mà không biết là ai luôn đó. Cho nên là cái gì trên cái môi trường quân đội á, nó phải đồng nhất và nó phải thống nhất với nhau. Đó là kiểu cắt tóc trên cái môi trường quân đội. Còn thứ hai, bao lâu á thì các bạn sẽ cắt tóc một lần? Thì cũng tùy thôi các bạn ơi, thì cũng tùy thôi. Tóc dài là cắt, chứ nó không quy định thời gian các bạn. Tóc dài trên cái môi trường quân đội được tính như sau: hớt cốc 3 phân đều á, thì mình hớt nè, lấy cái tay nè, mình vuốt lên, vuốt lên cái đầu nè. Nếu mà cái sĩ quan của mình hoặc tiểu đội trưởng của mình vuốt lên mà tiểu đội trưởng của mình cầm được cái cọng tóc của mình, có nghĩa là tóc mình đã dài đó các bạn. Đó, cho nên là cái tiểu đội trưởng của mình sẽ kêu mình đi cắt tóc. Thì mình có làm một cái video là các nghề nghiệp vào cái môi trường quân đội sẽ được ưu tiên đó, thì có nghề cắt tóc đó các bạn. Thì mình cứ lại cái trung đội đó có người cắt tóc, thì khoảng chiều chiều các bạn khi mà công tác xong á, sẽ lại cái bạn đó, thì các bạn đó sẽ cắt tóc cho mình, cắt lại. Nó sẽ không có quy định thời gian là cắt khi nào, tóc dài là cắt cả các bạn. Tại vì sao cắt tóc 3 phân đều ở trên môi trường quân đội? Tại vì á, cắt tóc như vậy không tốn xà bông gội đầu nè các bạn. Đúng không? Với thứ hai là ở nhà mình đi trước đi nghĩa vụ quân sự á, còn chuẩn bị lượt nữa, tướng đâu lên chỉnh cắt tóc sao? Ai ngờ lên chỉnh cái lượt là cũng như là vô ích các bạn ơi. Cho nên là những bạn nào đã đậu nghĩa vụ quân sự rồi bỏ lượt nhà đi, khỏi đem cái lượt các bạn. Lên chỉnh cũng như chọc tức mình vậy, trời ơi, tóc tôi dày mà đi cặp cái lượt lên chỉnh làm gì nữa không biết. Đó. Còn những cái bạn nào mà cắt tóc sai quy định thì sẽ bị kỷ luật nha các bạn. Thứ nhất á, mình lúc trước là có mấy cái bạn cắt tóc sai, như là cắt không có đúng quy định là 3 phân đều, mà cắt hai bên này ở chính giữa còn dài, gọi là cái kiểu tóc là lính thủy đánh bộ đó các bạn. Các bạn nào có xem phim thì biết, thì bị kỷ luật bằng cách là những cái người sĩ quan cấp cao của mình, nó như là đại đội trưởng nè, tiểu đoàn trưởng nè, sẽ thấy và sẽ lấy tông đơ ra hủy cái đầu mình, chọc lóc luôn các bạn, chọc lóc luôn, rồi sẽ kêu mình về lấy cái nón này nè đội lên đầu. Khi chừng nào á mình đi ngủ á, mình mới được bỏ cái nón này xuống các bạn. Đó là những cái bạn mà cắt tóc sai quy định nha các bạn. Cho nên là khi mà đi cái vụ quân sự thì người ta cắt sao mình cắt vậy, đừng có chế cháo nha các bạn. Đó là cái kinh nghiệm khi mà đi cái vụ quân sự của mình. Thì mình có kiến thức bao nhiêu thì mình chia sẻ cho các bạn biết thôi. Thì cái video mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì đừng quên cho mình xin một like nha các bạn, một đăng ký và một chia sẻ để chia sẻ rộng rãi hơn cho những các bạn chuẩn bị đi cái vụ sắp tới có thêm nhiều kiến thức nha các bạn. Và mình sẽ làm một cái số cái video nữa chia sẻ cho các bạn biết về cái vấn đề đi cái vụ quân sự. Cuối lời kính chúc các bạn xem video thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.